一岁，蝉鸣声叫醒了熟睡，日落下沉醉，光透过我指尖消退，展开涟漪心如潮水，让时间不再防卫，晚风轻轻吹，想来一杯柠檬气泡水，一口夏天的陶醉，阳光真明媚，我和你刚好搭配，加点冰有微醺的风味，哦哦，不要再皱眉，哦，你像气泡水蔓延心动的滋味，发酵随风吹，我为你下面，让我们隆重有请感恩thời gian quý báu và sự lắng nghe của quý vị. Sau này, Quang Thị vẫn sẽ kiên định tập trung cho sự đổi mới và chiêu mộ nhân tài. Năm nay, chúng tôi cũng sẽ thay nguồn nhân lực cho công ty. Tiếp theo đây, xin trân trọng kính mời đối tác mới của Quang Thị, cố vấn chiến lược giáo sư Dụ Du lên sân khấu. Chào mọi người, tôi là Dụ Du, rất vinh hạnh được gia nhập Quang Thị, chứng kiến Quang Thị bứt phá phát triển. Quả nhiên là mây tầng nào gặp gió tầng đấy, đàn ông ưu tú được xuất hiện cùng nhau cả. Dụ Du này nhìn thì cũng trẻ và đẹp trai lắm, xuất sắc đấy. Anh ấy so với Quang Tề kia thì sao? Không so được. Cậu thì sao? Cậu thấy hai người họ so với thời Yến thì sao? Thời Yến giống một tiểu yêu tinh, phiền phức khó hiểu. Xét theo phương diện này mà nói, người trong thiên hạ không ai sánh bằng. Sao mình cứ thấy lạnh lạnh thế nhỉ? Bước đi này của Quang Thị đúng là càng lúc càng đúng, đúng đấy. Vị này cũng là người của phòng kế hoạch chúng tôi, hân hạnh. Sao lại làm phiền các anh rồi? Thật là ngại quá, xin phép thất lễ một chút. Chào cô, phóng viên Trịnh, lại gặp nhau rồi. Chào anh. Nhưng mà lần này gặp mặt có thể nói là phong ba bão táp. Nói ra nghe xem nào. Nói ra thì có hơi ngại quá. Đột nhiên xảy ra chút chuyện, thư mời anh cho tôi bị mất. Đồng nghiệp của tôi sau đó đã giúp tôi xin lại tấm khác. Thì ra là vậy. Thực ra cô nên gọi cho tôi mới phải. Đúng rồi. Cần phỏng vấn riêng không? Để nấy xong việc, có lẽ tôi sẽ có thể giúp được cô. Cảm ơn anh. Tuần trước đồng nghiệp của tôi đã phỏng vấn rồi. Thư Ý. Vị này là bạn tốt của tôi, phóng viên hiện trường của web giải trí tương tác Tam Giang, Tất Nhược Sang. Chào cô, chào anh, giáo sư Dụ, nghe danh đã lâu. Không dám. Vừa hay để tôi giới thiệu hai người bạn với hai cô để mọi người làm quen. Thật tiếc quá, một người vừa đi mất rồi. Người đi ra ban nãy lẽ nào là Quang Tề? Xin lỗi ạ. Vị này chính là phóng viên Trịnh, Trịnh Thư Ý của tin tức tài chính mà lúc trước tôi nhắc với các anh đấy. Rất vinh hạnh, phóng viên Trịnh. Cô gái xinh đẹp này là Tất Nhược Sang, web giải trí tương tác Tam Giang. Yêu cầu đối với phóng viên hiện giờ cao thật đấy. Sếp Quang, có thể cho tôi một cơ hội phỏng vấn độc quyền không? Tôi biết gì đều sẽ nói hết.
Quan tề chính là như vậy đó. Hễ gặp chào đẹp là sẽ nói rất nhiều. Sang Sang cũng vậy, gặp được trai đẹp cũng nói rất nhiều. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút. Alo, mẹ. Con đã nói với mẹ rồi mà, con mới về nước, con muốn ổn định đã. Dân, Dân à, nghe lời mẹ cả được không ạ? Dân, vậy con bận việc đã, Dân. Đúng là đồng bệnh tương lân. Lần trước đến tìm anh, mẹ tôi nói muốn giới thiệu con trai của đồng nghiệp cho tôi quen. Mẹ tôi cũng nói sẽ giới thiệu con gái của bạn cũ cho tôi quen. Giáo sư Vũ, buổi tiệc tối nay cần nhờ anh qua đó chuẩn bị trước. Được, cảm ơn. Vậy tôi xin phép đi trước. Anh đi làm việc đi. Thời gian phỏng vấn lần sau chúng ta hẹn lại sao? Được. Cậu có ở lại dự tiệc tối không? Tớ còn phải về viết bản thảo, tớ không ở lại với cậu đâu. Rất vinh hạnh được gia nhập Quan Thị, chứng kiến Quan Thị bứt phá phát triển. Cái giọng dịu dàng như búp bê này nghe cũng hay thật. Dịu dàng lại có sức hút. Chỉ là không biết anh ấy có đẹp trai không thôi. Những lời mình nói xấu anh ta chắc không trùng hợp đến nỗi bị nghe thấy đấy chứ. Nói chuyện đàng hoàng toàn không trả lời. Vậy chỉ đành gửi chút gì không bình thường vậy. Hôm nay nhận được một bức thư. Thư thả nên gặp được anh. Hôm nay đọc được một cuốn, tên là Cuốn hút được anh, giá nào em cũng chịu. Cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi mà. Chủ yếu vẫn là anh với Bruce nói chuyện khá hợp. Những kế hoạch và thử thách đó của anh đã khiến anh ta lay động, nên anh ta mới ở lại Lạc An. Hôm nay nhận được một bức thư. Thư thả nên gặp được anh. Hôm nay đọc được một cuốn, tên là Cuốn hút được anh, giá nào em cũng chịu. Cậu cười gì vậy? Gần đây cậu lạ lắm đấy. Tôi còn chưa hỏi cậu đấy. Chiều nay lúc họp báo, sao giữa chừng đi đâu mất vậy? Chắc là tại tôi khó hiểu. Dù sao anh cũng không xem. Vậy thì tôi gửi gì cũng chẳng sao. Nói, sao anh không trả lời tin nhắn của tôi? Là điện thoại hết tiền hay là lại đang bận dự án lớn vài chục tỷ? Không trả lời tin nhắn cũng không sao, vì anh là một kẻ mù chữ không biết gõ chữ. Mù chữ? Mù chữ sao còn biết đọc tin nhắn?
Tôi còn chưa kịp hỏi anh, người bạn bên truyền thông mà anh mời có đến không? Đến rồi. Chiều nay chẳng phải mới giới thiệu với anh sao? Chính là cô Trịnh Thư Ý, phóng viên Trịnh đấy. Cô ấy chắc không phải hồng nhan tri kỷ của anh đấy chứ? Chúng tôi chỉ là bạn bè, trò chuyện khá hợp nhau thôi. Giáo sư Vũ. Người khó hiểu chẳng phải là như vậy sao? Toàn rồi. Quả nhiên là anh ta. Nghe thấy cả rồi. Đang nhìn gì vậy? Tôi đang nhìn. Đang nhìn sếp quan hôm nay có chút gì đó hơi khác. Anh khi làm việc quả thật rất khác. Hôm nay cô cũng rất khác. Đẹp một cách khác lạ. Sếp quan khéo ăn khéo nói thật đấy. Chỉ khi đối diện với phóng viên xinh đẹp nhất Giang Thành này mới nói ra được những lời thật lòng như vậy thôi. Hôm nay vẫn chưa vui hết ga. Đi uống thêm đi. Được. Chính là chỗ này. Cô còn nhớ sao? Đương nhiên rồi. Thoáng qua là biết chúng ta là người chung chí hướng. Cô gái xinh đẹp. Một mình sao? Cùng nhau uống một ly đi. Anh mời. Mời tôi uống rượu sao? Rượu bình thường tôi không uống đâu. Chai rượu này là đồ quý anh sưu tầm đấy. Cả thế giới chẳng có mấy chai đâu. Người bình thường không uống được đâu. Xin chào. Cho tôi một chai rượu đó. Chào anh, vui lòng đợi chút. Thật là ngại quá. Tôi muốn hỏi chút, bình rượu này bao nhiêu tiền vậy? Cả thế giới chỉ có mấy chai. Có khi nào mà tôi không trả nổi không? Giá 580 tệ ạ. Vậy thì được, vậy thì được. Rượu đáng giá 580 tệ thì không cần người khác mời đâu. Thì ra tôi chỉ đáng giá lấy 580 chia cho 10. Chỉ 58 tệ thôi sao?
Hồi ức khi bên cạnh cô đúng là đẹp đến say lòng người. Có lẽ anh thật sự say rồi. Thư Ý, thời gian họp báo cuối năm của Dân Sáng là chốt rồi. Họ gửi thư mời cho cô rồi phải không? Đúng là chuyện xui rủi thường kéo đến một lúc. Hôm nay vừa mới chốt thời gian thôi. Thư mời không có nhanh vậy đâu. Hơn nữa, phỏng vấn độc quyền của Thời Yến lần này có hiệu ứng tốt như vậy, chắc chắn sẽ gửi thư mời cho cô thôi. Thời Yến chắc chắn vẫn còn đang tức giận. Năm nay còn 2 tập. Họp báo cuối năm tổng kết các doanh nghiệp chắc chắn là lựa chọn chơi trang bìa cuối năm. Không được, mặc kệ anh ta có vui hay không, mình cũng phải đi. Bản này có phần có Lạc An cũng mời sếp Trần Khang. Anh xem thử có còn chỗ nào cần sửa không. Không có vấn đề gì, cứ vậy mà làm đi. Vâng. Sếp Thời, tuần sau gặp nhé. Đợi đã. Phía truyền thông có sắp xếp gì không? Dân sếp Thời, theo như thường lệ không sót ai cả. Còn thêm vài bên truyền thông mới. Tôi đã xác nhận danh sách truyền thông mới rồi. Có tin tức tài chính. Tôi đi dặn dò thêm ạ. Bưu phẩm của Minh Dự Dân Sáng gửi đến đây thật rồi. Thời Yến cũng không nhỏ nhen lắm, chẳng qua là ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi. Vậy thì mình cũng tha thứ cho anh vậy. Lúc đến buổi họp báo phải cảm ơn anh ta đàng hoàng rồi mời anh ta ăn bữa cơm. Chị Vũ Linh, cái này là bưu phẩm của chị. Của tôi. Cảm ơn. Bội Nhi, mau chóng thu thập tư liệu của Minh Dự Dân Sáng. Cố gắng thu thập xong thì gửi cho tôi. Dân, chị Liễu Linh. Tha hồ bận rồi. Chuyện gì vậy? Không phải là tổng biên tập làm đấy chứ? Cậu Út quả nhiên là cậu của mình. Nhưng hình như diễn có hơi quá rồi. Cô đến tìm tôi sao lại không nói gì? Lúc trước còn giận dỗi tổng biên tập. Bây giờ họp báo của Dân Sáng nhà Quang Thị, cô và Vũ Linh mỗi người đi một cái. Giờ thì thoải mái rồi.
là tại của tôi, do tôi không xử lý tốt. Tiêu rồi, lần này chơi dại rồi. Có gì đâu mà tiêu chứ, chẳng qua là một buổi họp báo thôi mà. Năm nay cô đã làm nhiều kỳ trang bị như vậy rồi, đã rất giỏi rồi. Nhân lúc có thời gian rảnh nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị kế hoạch kế tiếp. Năm sau tiếp tục chiến đấu thôi. Tôi muốn làm tin tức chuyên đề của Dân Sáng. Họp báo này tôi bắt buộc phải đi. Chuyên đề này tôi muốn đăng lên tạp chí điện tử, làm chuyên đề độc lập cho tạp chí điện tử. Cho dù cô đến buổi họp báo hẹn được thời yến, nâng cấp tạp chí điện tử, cũng phải tính kế lâu dài chứ. Tôi hiểu rồi. Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của tổng biên tập, cho nên chỉ đành nắm chắc mỗi một cơ hội, rút ngắn thời gian cho kế hoạch lâu dài. Vậy thì cô cố lên. Đúng rồi, nếu cô đi thì nhớ dẫn theo Tiểu Nguyệt. Dẫn theo cô ấy? Tôi còn chưa chắc có thể vào trong đó, sao dẫn theo cô ấy được? Có chỗ nào Trịnh Thư Ý cô không vào được chứ? Chị gì, hay là chị đổi người khác dẫn dắt Tần Thời Nguyệt đi, tôi sợ không dẫn dắt được cô ấy. Phú nhị đại như Thời Nguyệt, sao cô ấy phải đến làm việc ở nơi như tạp chí chúng ta chứ? Ở nhà chơi hoặc làm mấy chuyện mà mình thích không sướng sao? Cô có cảm thấy là cô bé Tiểu Nguyệt rất ngây thơ không? Cô ấy không chỉ suy nghĩ ngây thơ mà tư duy còn kỳ quặc cơ. Chị gì, tôi thật sự không dẫn dắt cô ấy được. Suy nghĩ đơn giản không tốt sao? Không lẽ cô thích đấu đá lẫn nhau à? Học làm người trước mới làm được việc khác. Đúng là Tiểu Nguyệt có rất nhiều chỗ chưa ổn, nhưng mà tôi tin cô ấy có thể đào tạo được. Cô phải tin tôi chứ. Cố gắng dìu dắt cô ấy, bỏ công sức dẫn dắt cô ấy, xem như giúp tôi. Thời Nguyệt, Dân Sáng sắp mở họp báo, cô đọc những tài liệu liên quan, đến lúc đó đi chung với tôi. Chị Thư Ý, không phải là chị không có thư mời sao? Chuyện này cô không cần bận tâm. Nhưng chị Thư Ý, bản ghi âm chị bảo tôi xử lý, tôi vẫn chưa. Lúc trước tôi bảo cô sắp xếp bản ghi âm phỏng vấn là muốn giúp cô làm quen với quy trình công việc, hiểu sâu về ngành nghề. Minh Dự, Dân Sáng năm nay đứng ở đầu sóng ngọn gió, phóng viên trong ngành chúng ta đều rất muốn đến buổi họp báo lần này. Tư duy của Thời Yến rất rõ ràng, cũng có hiểu biết chính xác về thị trường. Lúc trước cô chỉ nghe bản ghi âm phỏng vấn Thời Yến, lần này có thể cảm nhận sức hút của người thật. Chủ biên thiên diệu quá đi. Chắc là chủ biên quan tâm đến cảm xúc của cô ấy thôi. Những thứ chủ biên cho, sao mà giá trị bằng thứ Thời Yến cho được. Mau làm đi. Du Du, điện thoại anh kêu kìa, có người tìm anh. Thời Yến, anh còn thư mời truyền thông cho buổi họp báo của Dân Sáng không? Sao vậy? Lại là cô phóng viên Trịnh à? Là cô, sao anh biết? Phim được thiết minh tại tôi vừa về nước, chỉ quen mỗi cô phóng viên ấy thôi. Anh nhiệt tình giúp đỡ người ta lấy thư mời như vậy, nói đi, có phải là anh muốn theo đuổi người ta không, hay là cô ấy muốn theo đuổi anh? Không có, bọn tôi là bạn thôi. Hai chúng tôi là đồng hương, lại là bạn cùng trường, nói chuyện hợp lắm. Giả lại sư huynh săn sóc cho sư muội cũng là chuyện bình thường mà, phải không? Anh tưởng ai cũng như anh sao, yêu thích việc chăm sóc bảo vệ phái nữ. Sao tôi nhớ cô phóng viên Trịnh này cũng mới phỏng vấn cậu mà. Cậu không cho cô ấy thư mời sao?
Vậy anh còn không? Hết rồi. Đánh thắng tôi không chừng sẽ có. Làm việc cả ngày rồi cứ tưởng là đến đây để thư giãn, không ngờ lại làm bao cát cho sếp thời. Mà tôi bảo này, sao hết giờ làm rồi mà cậu vẫn còn thích hơn thua vậy? Lại đi. Chắc không phải là do thời Yến. Một ông chủ lớn như vậy chắc chắn sẽ không hỏi đến chuyện thư mời truyền thông. Chắc chắn là hiểu lầm. Nghĩ cũng vô dụng. Hay cứ gọi một cuộc cho anh ấy, hỏi thử anh ấy xem. Nếu là hiểu lầm thì xin anh ấy thư mời. Nếu anh ấy vẫn giận thì xin lỗi anh ấy, dỗ ngọt anh ấy. Xin lỗi nhé, tôi đấu thua thời Yến, lực bất tòng tâm, không xin được thư mời. Đúng là tại anh ta sao? Sang Sang ơi, lần này tớ tiêu thật rồi. Họp báo Minh Dự Dân Sáng trong vài hôm tới, thời Yến đặc biệt gửi thư mời cho Hứa Vũ Linh. Đích thân thời Yến đặc biệt gửi. Hơn nữa còn chưa gửi cho tớ. Thời Yến nghe thấy rồi à? Anh ta tức giận nên ghim cậu rồi. Cậu đang nói cái này hả? Cậu cố ý chọc tức tớ phải không? Ngưỡng mộ đến phát kiết. Cậu khoan giận đã. Tớ giúp cậu hỏi bạn bè xem có thể xin thêm một tấm giúp cậu không? Tốt quá, cảm ơn cậu Sang Sang. Cậu là ân nhân cứu mạng của tớ. Không xin được. Tôi đánh không lại cậu ấy. Đánh không lại à? Bạn tớ cũng thua luôn rồi. Tên thời Yến này nhỏ mọn thật đấy. Chứ gì nữa. Bỏ đi, tới lúc đó tớ vào ké thư mời của cậu luôn. Nếu không phải cái đồ nhỏ mọn như anh ta thì tớ có cần lén lén lút lút như này không? Tớ đã bảo rồi, anh ta quan tâm cậu đấy. Nếu không sao cứ phải làm khó cậu? Anh ta càng không cho, tớ càng phải đi. Dám chơi dám chịu. Nhưng tôi thấy vẫn hơi tiếc một tí. Cô Trịnh là một phóng viên rất giỏi. Bài báo của cô ấy cũng rất có chiều sâu. Lần này không thể giúp được cô ấy. Mong là cô ấy không mắng tôi. Muốn mắng thì mắng anh. Alo. Thư mời họp báo cho bên truyền thông đã gửi đi hết rồi chứ? Vâng ạ, sếp thời. Sáng nay truyền thông các bên đều lần lượt nhận được rồi ạ. Alo, sếp thời. Tin tức tài chính, đài truyền hình Giang Thành và mấy bên truyền thông khác đều đã phản hồi là sẽ tham dự. Không phải hiểu lầm phải không? Vậy thì mình càng phải hỏi thẳng mặt anh ta. Đêm hôm mà cháu la hét như gặp ma vậy. Cháu la hét như gặp ma. Nửa đêm mà cậu không bật đèn lên ngồi ở đây, cậu giống ma hơn thì có.
Cậu có biết suýt nữa cậu đã tiễn đưa cháu gái duy nhất của mình lên thiên đàng không? Đâu 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 đâu. Mọi thứ bình thường, chưa bị dọa ngu người, mau về ngủ đi. Cậu Út, cậu bị sao vậy? Đừng bảo là thất tình đấy. Hay là chưa kịp có cả tình để thất, là người đẹp lần trước sao? Đừng bảo là cậu thích người ta mà người ta không thích cậu đấy. Tần Thời Nguyệt, cậu nói lại lần nữa. Đi về phòng ngủ đi. Vâng, thưa cậu Út. Chúc cậu Út ngủ ngon. Gần sân khấu vậy ạ? Tin tức tài chính là đối tác hợp tác rất quan trọng của Dân Sáng. Văn phòng chủ tịch đặc biệt mời sắp xếp cho cô chỗ ngồi gần sân khấu. Mời cô ngồi. Cảm ơn cô. Chỗ ngồi hôm nay cũng ổn đấy. Sếp Thời, anh có cần vào phòng nghỉ ngơi một lát không? Không cần. Sếp Thời, anh đến rồi ạ. Chúng tôi đã xếp cho các bên truyền thông chỗ ngồi gần sân khấu nhất rồi ạ. Ảnh rỗi thì cố gắng nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình đi. Trợ lý Trần, chuyện này không phải anh chỉ thị cho bọn tôi sắp xếp cho cô phóng viên phỏng vấn Sếp Thời của tin tức tài chính sao? Theo tôi. Cô Hứa, chào cô, thật ngại quá, lúc nãy đồng nghiệp của phòng tôi dẫn cô đến nhầm chỗ, mong cô thông cảm. Cô đi theo tôi nhé. Sếp Thời, bên ngoài đã sắp xếp xong. Tiểu Nguyệt, thật ra mấy cuộc họp báo thế này cũng không cần phải ăn mặc trang trọng vậy đâu. Sơ suất rồi, cứ tưởng là màu đen sẽ không thu hút sự chú ý. Thúy, là chị à, là cô sao? Hai người biết nhau sao? Họp báo sắp bắt đầu rồi. Vào rồi nói sau đi. Đi.
Chào cô, thành thật xin lỗi. Một thư mời chỉ được dẫn theo một nhân viên vào thôi. Nhưng tôi... Chị thư ý, họp báo sắp bắt đầu rồi. Chị cứ kể tôi đi, hai người vào trước đi. Sang Sang, cậu đưa Tiểu Nguyệt vào trong đi. Tớ nghĩ cách sao? Chị thư ý, thật ra cũng không cần thiết đâu. Hai người vào trong đi, tôi nghĩ ra cách rồi. Vậy cậu nhanh lên đấy, đi thôi. Chị thư ý, hay tôi ở ngoài chờ chị. Anh ấy đi về phía mình rồi. Anh ấy cố ý tìm mình phải không? Toàn rồi, cậu Út nhìn thấy mình rồi. Ánh mắt của cậu là đang định làm gì? Đừng bảo là tối nay bắt mình thuật lại nội dung buổi họp cho cậu ấy. Trịnh thư ý, chị vào nhanh lên đấy, tôi vào đây. Sắp thời, trùng hợp quá. Đã lâu không gặp, giờ này anh bận biểu công việc phải không? Cảm ơn sếp thời. Sếp thời, Hứa Vũ Linh phỏng vấn tốt hơn tôi hay là bài viết tốt hơn tôi vậy? Việc xác nhận danh sách truyền thông và gửi thư mời đều không phải việc của tôi. Sếp thời, sắp xếp một chỗ cho cô ấy đi. Phóng viên Trịnh, theo tôi. Môn văn học tốt vậy mà còn chả biết giải thích nữa. Để xem lát nữa anh lên sân khấu sẽ thế nào. Cảm ơn trợ lý Trần. Không có chi, phóng viên Trịnh. Chỗ này là sếp thời cố ý sắp xếp cho cô đấy. Do truyền thông bên tôi sai sót khiến thư mời không đến được tay cô, mong cô thông cảm. Trợ lý Trần, tôi còn có một yêu cầu nhỏ hơi quá đáng một tí. Cô nói đi. Tôi còn hai đồng nghiệp nữa, không biết anh có tiện sắp xếp cho chúng tôi ngồi chung không? Không thành vấn đề. Sao cậu vào được vậy? Còn sắp xếp chỗ ngồi đẹp như vậy nữa. Anh ấy sắp xếp đấy. Vậy còn phải cảm ơn anh ấy cho tử tế đấy. Hôm nay cô đến buổi họp báo chứ? Đến rồi. Được, lát gặp. Cô đến chưa? Đến rồi. Lát gặp. Được. Sân khấu gì mà chẳng bài trí gì cả vậy? Phong cách của anh ấy mà. Ghét nhất là ba cái hộp báo, vừa khô khan vừa chán, lại phải nghe tụng mấy giờ đồng hồ. Ông trời ơi, có ai cứu tôi với? Có phải sắp bắt đầu rồi không? Thank you.
Sếp Thời, họ đều đã ở dưới lầu. Sếp Thời, chủ tịch Bá Đạo siêu đẹp trai. Hôm nay không phải là họp báo của Minh Dự, mà là họp báo về sức hút cá nhân của anh. Tuy lúc này tôi không thể lên tiếng nói chuyện, nhưng tôi đang âm thầm gào thét vì anh. Chào các bạn, chào mọi người. Để các vị chờ lâu rồi, tôi là Thời Yến. Mấy năm nay xem thử Thời Yến cũng lên hương phết. Bố con nhà họ Thời đúng là tinh hoa. Khi ấy trời đi, Thời Yến đã bớt đi một gánh nặng lớn. Chào mừng quý vị tham gia buổi họp báo của Minh Dự Dân Sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.